Xin chào mọi người, mình là Linh. Lần trước thì mình có chia sẻ với các bạn cách mình viết calligraphy sử dụng bút nhấn dòng của Thiên Long ấy. Mình đã nhận được rất nhiều phản hồi rất là tích cực của mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Lần này thì mình tìm thấy chiếc bút dạ màu của Thiên Long ở trong đống bút cũ của mình. Chiếc bút này thì thuộc vào bộ bút màu 12 bút mà ngày xưa khi mà còn đi học ấy thì bọn mình thường hay mua để sử dụng. Hồi mình còn đi học thì không có nhiều lựa chọn về bút màu như bây giờ đâu. Bây giờ nếu mọi người ra hàng sách hoặc là đặt hàng trên Shopee, thậm chí là đặt từ nước ngoài về thì sẽ có vô cùng nhiều lựa chọn. Nhưng mà hồi mình còn đi học ấy, nhắc đến bút dạ màu thì mọi người sẽ thường hay nghĩ ngay đến bộ bút dạ màu của Thiên Long thôi. Hồi đó thì mình không hề thích bộ bút màu này một chút nào cả, bởi vì màu sắc của từng cây bút đều cực kỳ đậm và rất là khó phối màu với nhau, trong khi gu của mình lại là màu pastel nhẹ. But Debbie, what? Pastels? Get out of my house! Mãi đến sau này thì mình mới biết cách phối màu để làm cho tác phẩm của mình trở nên đẹp hơn. Thế nhưng mà qua thời gian thì từng chiếc bút đều hết mực hoặc là thất lạc, và mình cũng không mua mới lại nữa. Mãi đến bây giờ thì mình mới tìm thấy cây bút vàng này. Và màu vàng nghệ này là màu mà mình thích nhất, cho nên mình dùng rất tiết kiệm. Và bây giờ vẫn còn lại chiếc bút này. Thế thì mình hãy cùng so sánh nó với cả bút Tombow nhé. Như các bạn đều biết là bút Tombow sẽ có hai đầu, một đầu bút lông để viết calligraphy và một đầu bút nhỏ hơn. Thế thì nếu mình so đầu bút này với đầu bút dạ màu của Thiên Long thì mình sẽ thấy là bút dạ màu của Thiên Long có phần ngòi bút linh hoạt hơn. Phần chóp của ngòi bút sẽ nhọn và phần thân của ngòi bút thì sẽ thuôn và rất là dễ để tạo ra nét thanh nét đậm, cũng như là tạo điều kiện để mình có thể viết calligraphy dễ dàng. Như các bạn thấy là chỉ với một chút luyện tập thì mình có thể viết được chữ calligraphy hiện đại và sử dụng bút dạ màu của Thiên Long. Màu mực ra rất là đều và cực kỳ đẹp, không khác gì màu vàng nghệ của bút Tombow cả. Còn nếu mình dùng đầu ngòi nhỏ của bút Tombow để viết thì đầu ngòi này sẽ cứng hơn và mực ra ít hơn và cũng chỉ tạo được một loại nét thôi. Cả bút dạ màu của Thiên Long và bút Tombow thì đều không ngấm mực sang trang sau. Hiện tại thì mình đang sử dụng giấy vở của cây long nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sử dụng cả hai cây bút này để take notes về quyển sách Your Money or Your Life, và mọi người hãy thử xem là kết quả sẽ trông như thế nào nhé. Once upon a time, earning a living was the means to an end. The means was earning and the end was living. But over time, our relationship with money, earning it, spending it, investing it, owning it, protecting it, worrying about it, has taken over the major part of our lives. We must spend money to maintain our jobs, job costuming, commuting costs, food bought expensively at the workplace. With all that time and money spent on and around our jobs, is it any wonder that we've come to take our identities from them? When asked, what do you do? We don't say, I do plumbing. We say, I am a plumber. She goes on to make the point that we're not really making a living from work. And she says that for many of us, we're not making a living. Instead, we are making and dying. We are essentially whiling away our life energy on this thing that we call our job. Như mọi người thấy là màu vàng nghệ, cho dù là của bút dạ Thiên Long hay là của bút Tombow thì cũng đều rất là tươi sáng và đẹp đẽ và không hề thấm sang trang sau một chút nào cả. Tuy nhiên có một lưu ý là bút của Tombow thì mình thấy khô nhanh hơn, cho nên nếu mình dùng để highlight trước rồi viết đè bằng bút đen lên trên thì sẽ không bị nhòe. Nhưng nếu mà tô màu bằng bút dạ của Thiên Long rồi ngay lập tức viết đè lên bằng bút đen thì mực sẽ bị le một chút. Vậy là mình đã hoàn thành phần take notes quyển sách rồi. Chiếc video này được coi là một thí nghiệm nho nhỏ về cách mà chúng mình sử dụng các loại bút màu mà mình có sẵn và các sản phẩm của Việt Nam. Trong tương lai có thể mình sẽ mua lại bộ bút dạ màu của Thiên Long này và thử xem là với khả năng của mình hiện tại thì có thể tạo ra được những bản ghi chú xinh đẹp hay không. Thế còn cảm ơn mọi người đã xem chiếc video này nhé.
Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.